Ok, hello anh em chào mừng em trở lại với video tiếp theo kênh của mình Yes sir, mặc dù là hôm qua mình đã rút rồi nhưng hôm nay mình nạp tiếp mình nạp 5 lốp vào kiếm ít uh, nói chung là mỗi ngày đều như thế thôi con này là một cái con mà mình cảm thấy là cái tỷ lệ ăn khá là ok cảm giác thì mình bòn được ấy à, hôm nay là mình nạp vào là 5 lốp luôn 5 lốp và nãy thì mình có chơi lượt bài trước vài tay lên 8 lốp rồi hôm nay sẽ thử thách thức bản thân xem là chơi lên được bao nhiêu nhá nói chung là cũng lượt bài thôi bài thì rất là quen thuộc một cái giọng bài rất là quen thuộc có nghĩa là chơi thì xem xem là cầu nó đi theo hướng cầu bịp hay là cầu an toàn cầu an toàn thì cứ đánh theo kiểu an toàn mà bịp thì đánh theo kiểu bịp nãy giờ thấy khá là bịp nên tay này mình đánh một tay bịp nhưng mà sau khi một tay bịp thì nó lại ra một tay an toàn phát yeah là một tay bịp nữa không thể tin nổi gì có thể ra át được rất là khó đoán đây rồi Đấy, nói chung là mới 30 giây đầu tiên của cuộc chơi thôi nhưng mà đã bao nhiêu là biến động rồi, rất là căng anh em ạ. À, nói chung là ban con mẹ nhà bà căng luôn đấy. Lên quy lên phát cho đẳng cấp nhỉ. Còn này mà lên là chúng ta sẽ có uh, 300 ngàn Rồi xuống đi lên thế đéo là được. Đấy. Bảy xuống phát nữa này. Đấy đủ mà ngon lành, đủ mà ngon lành cành đào. Xin ngay một củ đầu tiên về cho mạ nhá. Ok ok, hiện tại đang đang là sờ ngon. Ui rồi sờ ngon sờ ngon. Ui rồi lên phát đỉnh cao này thôi xuống đi an toàn thôi ui địt mẹ mày tiếc thế nhờ Muốn lên là có ngay ba lốp ngon lành cành đào rồi khá là tiếc cho tay xử lý vừa rồi thôi không sao chỉ có nâng phố lên là một một lốp tay này mà xịt là coi như là về địt mẹ mày về ban đầu luôn ạ một chuyến này coi như đi xa lành ít dữ nhiều rồi ui đây nó phải là như thế anh em ạ à. trời ơi tưởng đâu là anh ít giữ nhiều mẹ làm quả đẳng đẳng cấp năm ra bốn bố ai mà đỡ được nhờ bố ai mà đỡ được ui rồi ôi đủ má mày rồi đủ má mày luôn đấy chứ khó ha đủ má mày khó ha ấy <laughs> mẹ mày, mày, bánh cuốn phết anh em ạ Mày quả lật bài này bánh cuốn không game gì bằng cũng từ nhỏ đến lớn giờ chưa chơi con game mẹ gì bánh cuốn bằng con con game mẹ lượt bài này ngày nào cũng phải nộp vào ít thử vận anh em ạ ngày ăn thì ngày mất nhưng mà cơ bản là hiện tại thì đang lãi nhiều nên là vẫn tự tin để mà đánh tiếp hôm nay là cũng một ngày như thế thôi thua thì cũng chịu thôi chứ biết sao được anh em nên là chơi thì cứ chơi thôi mấy cái này mình chơi mình đéo dừng một tay luôn nhiều khi mà mình ăn mà ăn kiểu ăn nhiều vãi không dừng được tay anh em ạ ăn vẫn cứ đánh tiếp ăn đánh đánh đến khi nào thua rồi ngồi mới ôm mặt ôi trời ơi đủ má mày lên được như thế rồi mà không chịu rút tiếc quá trời tiếc còn có những hôm thì mày <laughs> nó không cho ăn tay nào đánh thế nào cũng không ăn nổi bây <laughs> giờ thì cũng ăn được năm lốp rồi cũng gọi là có tí gọi là thành quả Ui, đây giờ ngon, cố gắng là chơi lên được tầm hai lốp thì ngon anh em ạ, được hai lốp thì nó quá đẹp, quá tuyệt vời. Hai lốp thì nó xa lắm, đường từ nay đến đoạn hai lốp nó còn xa ngoằng à. Mặc dù chơi cuốn anh em ạ, chơi đéo dừng được tay luôn. Con này thì con ca win, con này trong họ nhà win thôi. Mấy con bên họ nhà win thì con nào cũng có lật bài, và con nào cũng cuốn như nhau. Mình thì uh, mình khá thiêng một chút về bên ca win với cu phân hai con đấy là hai con tốt mà hay mình hay chơi ùi rồi tiếc thế con cu thì là một cái con mà mình ăn rất là nhiều ở trong đấy mình cũng khá là thích con game đấy ui mẹ con này thì con ca này thực tế thì nó vẫn cho ăn thôi nó tùy lúc ấy, anh em ạ trời ơi nãy giờ cứ tưởng là ngon chết lên được củ mấy rồi không chịu ngừng con này lành ít giữ nhiều đấy, anh em ạ đừng 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 cút đừng đừng chim cút đây, may vẫn chưa chim cút anh em ạ. Con thở là con gỡ nhá. Con thở là con gỡ. Đây rồi. Uh, anh em thấy chưa? Nó thần kỳ ở chỗ đấy đấy. Nhiều khi anh em coi như là tưởng như là chim cút mẹ rồi nhưng mà vẫn lên được. Mà nó chỉ cho anh em cái hy vọng thôi. Còn nếu mà nó muốn cút thì anh em mình vẫn cút bình thường thôi. Nhưng mà chưa. Nó vẫn chưa cho tôi cút anh em ạ. Vẫn đang rất là căng thẳng anh em ơi. Đen đỏ phát nữa nào. Đấy. Ui đi mẹ Xuống phát lượm tiền Ui đây rồi Ui rồi ơi Thấy chưa Nó hay như thế đấy Nó cuốn như thế đấy Nó cuốn ở cái chỗ là mình không thể biết trước tương lai được Nó lên thì nó lên rất là nhanh Mà nó xuống thì nó đủ mắt Nó nhanh thì thôi rồi luôn Còn anh em cút rồi Làm tay ba lốp luôn đây rồi phải biểu thôi thầm trách số phận mình tham lam quá nên là đành chịu kết cục như này thôi bye bye cảm ơn em đã xem bye bye.